Và thưa quý vị, trong không khí ngày hôm nay khi mà chúng ta đang có chủ đề kết hợp với vũ công nhí thì bỗng nhiên giống như là thời gian đang trôi ngược dòng làm cho Mỹ Linh có cảm giác như là mình đang nhớ nhiều hơn về tuổi thơ của mình và vào thập niên 90 khi mà những cái công nghệ thông tin và những cái giải trí chưa được nhiều như bây giờ thì có thể nói là ví dụ như trong một làng hoặc là trong một khu phố nếu mà một nhà nào mà có tivi mà nhất tivi màu để xem thì thực sự phải nói là đấy là một nhà mà gọi là cả phố gọi là sành điệu đấy ạ. Và buổi tối thì các trẻ con các nhà tập trung vào xem và đầu thập niên 90 có một tác phẩm kinh điển mà kể về bốn thầy trò đi thỉnh kinh mà trong đó có rất là nhiều yêu tinh yêu quái xinh đẹp thì Đỗ Hương Giang biết đây là bộ phim gì ạ? Mình nghĩ ai cũng biết đây là phim Tây Du Ký. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay Tây Du Ký, một tác phẩm kinh điển sẽ được một lần ghé ngang qua sân khấu của Bước Nhảy Hoàn Vũ. Và một lần nữa thì Chưa Bắt Giới háo sắc ham ăn, gặp nạn và trong tay yêu nữ. Và ngày hôm nay thì Tôn Ngộ Không, Sa Tăng và Bạch Mã sẽ giải cứu Chưa Bắt Giới như thế nào. Xin các bạn cùng đón xem Daniel và Ninh Dương Lăng Ngọc mã số 03 cùng với sự xuất hiện của ba em nhỏ. Xin quý vị quan thả hãy cổ vũ cho Minh Quân, Minh Khang và Đăng Khoa mã số bình chọn 03, Daniel và Ninh Dương Lan Ngọc. Cầm cương giang
A-mi-tho-pho. Bạch Quốc Tinh, Lan Ngọc và Trư Bát Giới Daniel với tác phẩm Tây Du Ký đầy hài hước, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi cùng bà bé Minh Quân, Minh Khang đăng khoa. Bình chọn mã số 03 và gửi về tổng đài 7457 quý vị nhé.